Dạ vâng, các bác nếu có hơn 100 triệu thì không cần phải kiếm tìm đâu xa đâu. Đây, chiếc xe này có thể đáp ứng được cho tất cả các bác về những cái yếu tố như là dáng đẹp này, chạy đầm chắc và êm ái, xong mới lại là tiết kiệm nhiên liệu nữa, máy chấm 6 thôi, nhiên liệu loanh quanh tầm khoảng 7 lít trên 100 km các bác nhá. Đấy, form dáng đẹp không khác gì những chiếc xe mà đời cao các bác nhá, mà hoàn toàn các bác đã có thể mình mua được chiếc xe form dáng rất đẹp như này. Trang bị thì nhìn rất đẹp mắt từ nội cho đến ngoại thất của chiếc xe các bác nhá. Xe 5 chỗ với form dáng là sedan 2 đầu và hoàn toàn chiếc xe không có lỗi gì. Các bác mua về mình cứ thế đi thôi các bác nhá. Đấy, nội và ngoại thất của xe rất là sáng và tươi tắn sạch sẽ. Một chiếc xe mà chủ nhân trước người ta đi giữ gìn và người ta bảo dưỡng cũng rất là cẩn thận. Cho nên là chiếc xe này từ về hình thức đến về chất lượng của nó vẫn còn rất là ok các bác nhá. Các bác nhìn xem cho em một số vị trí đây. Đấy, khóa của nó vẫn còn sáng quắc như thế này. Các bác để ý xem, nhiều con không còn được đẹp như này đâu. Chắc chắn với các bác là như vậy, không còn được đẹp bằng con này các bác nhá. Và nội thất của chiếc xe này cũng đã được độ thêm một số đồ chơi, ví dụ như là phủ tắp nô này, rồi da ở vị trí tắp nô này. Và đây, đây là cái màn hình giải trí Android cỡ lớn của xe các bác nhá. Màn hình Android có cam hành trình rồi. Và vô lăng đây, vô lăng của xe thì vẫn có đẹp, túi trên toàn nằm ở giữa. Đây là logo của xe. Chiếc này của em được mang tên là Chevrolet Cruze các bác nhá, sản xuất năm 2011. 2011 nhá, chứ không phải 2010 đâu. Đấy. Đây cần số của xe này. Và đây là điều hòa của xe này. Điều hòa nóng lạnh của xe vẫn còn đầy đủ hết các bác nhá. Còn đầy đủ. Và đây là ổ khóa này, chìa khóa đây. Đấy. Côn số lái của xe rất là nhẹ nhàng và ngọt ngào các bác nhá. Đây chìa khóa đây. Chỗ này để cho mình đựng đồ và chỗ để cho các mình cắm cổng nghe nha. Đấy, ghế của xe thì cũng đã được lót thêm một cái những cái hạt gỗ ngồi cho thoáng mát hơn. Đấy, có gối đầu. Và trần của xe thì bên trong là lý, bên ngoài được bọc ni lông. Và trần lý của xe thì vẫn còn rất là mới các nhá. Đấy, trần lý bên trong vẫn còn rất là mới luôn. Đấy, chỗ này có gương này. Đấy, gương chống chói đây. Cho rất là vui các nhá, máy chấm 6 thôi. Đấy, rất tiết kiệm luôn. Để mà nói thì những cái dòng xe khác cùng đời 2011 thì chắc chắn một điều rằng sẽ rất ít có những con xe mà với form dáng được đẹp như này, đúng không ạ? Dòng này thì nó sẽ giống với lại Nacity, thế nhưng mà dòng này các bác lưu ý cho em, nó lành hơn và nó bền hơn Nacity các bác nhá, lành bền hơn, bởi vì đây là một mẫu xe mà được đến từ thương hiệu của Mỹ mà. Dòng này rất là thông dụng và lành đặn. Đồ đạc rất là nhiều, bên em có thể là cung cấp phụ tùng cho các bác đối với những chiếc xe mà các bác mua bên em các bác nhá. Các bác nhìn này. Đấy. Những đồ nhựa, đồ da ở khu vực nội thất bên trong nó rất là tươi sáng và đẹp mắt như thế này luôn. Đấy, rất tươi tắn và đẹp mắt như này luôn. Và cánh cửa của xe cũng đã được dán răng rồi. Đấy. Xe hoàn toàn là không có những lỗi tai nạn và đâm đụng ngập nước các bác nhá. Thân vỏ ok, từ cái phần vách này. Các bác nhìn xem vẫn còn rất đẹp, vẫn còn chấm sơn, không mục ngoặt các bác nhá. Không một. Máy số xe đại chất, gầm vệ chạy chắc lịch và sóc không có tiếng kêu gì. Côn số lái của xe nhẹ nhàng, rất là ngọt ngào các bác nhá. Và đây là mép cánh cửa tiếp theo nữa của chiếc xe. Đấy, keo chỉ vẫn còn nhá. Chủ trước người ta dán răng vào để cho nó được mọi thứ nó ok hơn, ví dụ như là cách âm tốt hơn và nó chống ồn tốt hơn và chống bám bụi nữa các bác nhá. Và đây là phần cửa tiếp theo của xe này. Đấy, đồ nhựa đẹp chưa? Chỗ này ốp lốp rồi. Bộ ghế da của xe không bị rách các bác nhá. Đấy, sàn của xe thì sàn da rồi. Đấy, phía sau đây thì cũng đã được bọc da rồi. Đấy. Các bác cùng cảm nhận trong clip video này. Và tất nhiên chỉ vòng trong vòng là hơn chục phút đồng hồ thôi các bác mình có thể biết được về chiếc xe này như nào nhá. Kính của nó là không bị xước nha, đều là kính zin các bác nhá. Khung vỏ thân sườn của xe không lỗi lầm. Và các bác nhìn xem còn rất là fit đều từ phần mép, phần te. Đèn đón trước sau xe rất là mới. Có lipo được thiết kế ở phía sau rồi. Có những vắt cảm biến chống va chạm được làm ở phía sau rồi. Đã được chủ trước người ta lắp thêm rồi các bác nhá. Đèn đón của xe rất là mới. Số điện thoại và địa chỉ bên em đây. Đấy, có cam hành trình và có cả cam đùi luôn các bác nhá. Đấy. Đèn đón đây, đèn đón của xe rất là ok luôn. Và các bác mình cùng tiếp tục xem những vị trí, những cái khu vực khác của chiếc xe này.
các bác đang ngồi dành tay nhẫn cho em xin một phát like, một phát tim, và nếu mà được có thể thì cho em xin nhiều lần chia sẻ nữa các bác nhá. Tiếp tục đây các bác nhìn này, chỗ này bọc da và chỗ này đã được ốp nốt rồi. Đây là công tắc kính cửa xe, đây tay mở cửa xe. Đồ nhựa tắp ni tắp nô xe nó được như này luôn này. Ok chưa ạ? Hơn 100 triệu thôi các bác ạ. Chỉ vậy thôi là các bác có thể mình sở hữu chiếc xe thôi. Dòng này năm trước bên em toàn bán 240, 250 thôi. Năm nay thì nó giảm xuống gần 100 triệu luôn cho các bác mình mua. Một mức giá cực kỳ dễ chịu đúng không ạ? Một trong những cái phần tiếp theo nữa của chiếc xe mà em đang quay lốt. Gương kính điều chỉnh điện hoàn toàn được lắp ở vị trí này. Đấy, tì tay đây. Da của xe có thế nào cũng đã được thiết kế là da bò. Đấy, da rất đẹp đúng không ạ? Công tắc vận chỉnh đèn của xe đây có thể là tự sáng vào ban đêm các bác nhá. Đây là chỗ mình bước chân lên bước chân xuống cũng đã được công tốc rồi. Đấy, vách cửa sườn của xe đây, những con bu lông này chưa bị tháo. Con vít khóa cửa này các bác nhìn xem rất sáng đẹp. Đấy là chi tiết nội thất chiếc xe Cruise này mà em cũng đã giới thiệu cho các bác mình xem. Và những cái phần tiếp theo nữa các bác cùng di chuyển cùng em, đấy là phần vỏ bên ngoài và phần gầm phần máy các bác nhá. Một chiếc xe với thiết kế phần form cực kỳ đẹp mắt đấy. Nhìn hình thức của nó các bác nhìn xem này, một chiếc xe phân khúc hạng C, form dáng của nó nhìn rất là bầu bạn đúng không? Rất là bầu, rất là béo, nó nhìn nó không bị cổ, không bị gầy đúng không ạ? Tuy rằng là cũng đã hơn 10 năm sử dụng, mẫu mã vẫn rất là giữ luôn. Gập đây. Và bây giờ thì đến phần động cơ khoang máy của xe luôn. Máy số thì cực ngon rồi. Bên em còn nhiều xe khác nhá, đang có là gần 200 mẫu xe nữa, hiện tại đang có mặt trong siêu thị rất nhiều cho mình chọn lựa luôn. Bác nào mà mình thu xếp đến xem xe, mình có một số lý do nào khác thì bên em có thể ship chuyển xe đến tận nơi cho bác mình xem nhá. Xem kiểm tra được mua không được thì bên em cho về. Và đây là phần cabo của xe này. Máy động cơ của xe đây. Sử dụng 4 xi lanh 4 máy các bác nhá. 1.6. Máy bên em cũng đã vệ sinh sạch sẽ rồi. Máy sạch sẽ gọn gàng rồi các bác nhá. Có một cái mà cũng hết sức là đẹp mắt, đấy là chiếc xe cũng đã được thiết kế cái phần lưỡi. Có lưỡi ở phía đầu rồi. Nhìn gầm đây. Đăng kiểm của xe đây, đăng kiểm tháng 11 năm 2023. Chiếc xe đăng ký tên tư nhân, biển 18, biển 19415 các bác nhá. Vâng, các bác xem nốt. Đèn đóm em quay gần chút này, các bác nhìn này. Đèn đóm rất mới đúng không ạ? Mới luôn. Như vậy thì đồng hành chiếc xe Chevrolet Cruze 2011 này, em review quay cho các bác mình xem rồi. Nếu các bác đang quan tâm, mình muốn chốt, muốn sở hữu chiếc xe này với giá tốt nhất, giá ok nhất, thì mời các bác mình alo trực tiếp cho bên em theo những số điện thoại mà bên em đã cung cấp cho các bác. Đây, hai số này và thêm số nữa là 0335 838389 nhá. Ba số này bên em có dùng cả Zalo theo ba số đó. Địa chỉ em quay rồi. Thì địa chỉ 90.2 thì đối diện với lại 225 Trường Chinh các bác nhá. Bên em có đổi xe và có thu mua lại tất cả các loại xe ô tô cũ mà mình không có nhu cầu sử dụng nữa với giá tốt nhất. Mà về giá đi thì như em cũng nói rất nhiều rồi, và bây giờ em xin được nhắc lại, đấy là về giá cả bên em đưa ra, khi em báo cho các bác biết các bác mình nắm được giá rồi mà các bác muốn bớt bao nhiêu nữa thì các bác mình cứ lên tiếng, cứ bảo bên em nhé, cứ gọi điện cho bên em, đừng tiếp một hai cuộc điện thoại, kết nối Zalo nữa. Đấy. Kết nối Zalo bằng cách nhấn kết bạn và nhấn một tin kèm theo để bên em biết các bác là ai và các bác mình cần nhu cầu gì thì bên em sẽ tư vấn kỹ hơn, dễ dàng hơn các bác nhá. Vâng, xin cảm ơn các bác đã quan tâm ủng hộ video này. Các bác mình đừng quên nhấn like, nhấn tim, nhấn chia sẻ. Và để xem thêm video mới, các bác hãy nhấn đăng ký kênh,
YouTube và nhấn theo dõi Facebook, nhấn follow TikTok để xem thêm video nhé. Xin cảm ơn ạ.